Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Dung Channel nhé. Thì trên tay của mình đây đang là Samsung Galaxy A50 nhé các bạn. Thì Samsung Galaxy A50 này của mình thì hôm qua mình đã lên cái phiên bản Android 10 rồi nha. Lên phiên bản Android 10 nó là One UI 2.0. Và sau đó mình lên luôn cái phiên bản Android 10, vẫn là Android 10 nhưng mà nó là One UI 2.5 nha. Tại vì cái phiên bản 2.0 thì mình test thì mình thấy chưa liên quân, thì cái FPS của nó vẫn cứ 55-56 giống y như cái bản Android 9, nó không khác gì nha. Nó chỉ khác mỗi là cái màn hình này, thì chúng ta từ cái ba cái điều hướng á, thì bây giờ chúng ta bấm vào thanh điều hướng này thì nó sẽ cho chúng ta tùy chọn điều hướng là sang cái cử chỉ vuốt cạnh hai bên và vuốt ở dưới lên này. Nó không có như thế này, nó vuốt như này nó rất là khó chịu đấy. Còn nó đã cho chúng ta vuốt ở cái cạnh bên này để quay trở lại rồi. Thế là về cái Android 10 thì nó khác như vậy. Còn về cái mục chăm sóc thiết bị, các bạn có thể thấy mình vào đây thì cái giao diện của nó cũng sẽ khác hơn so với Android 9 nhá. Và khi mà các bạn vào đây thì các bạn sẽ vẫn không thấy có tính năng RAM Plus nhá. Thì con này nó vẫn hỗ trợ lên cái phiên bản Android 11, nhưng mà không biết là lên Android 11 có RAM Plus hay không, nhưng cái phiên bản này hiện tại cũng vẫn không có RAM Plus nhá. Còn về thông tin điện thoại, các bạn thông tin phần mềm này thì các bạn có thể thấy là nó phiên bản Android 10 One UI 2.5 và cái mã của nó là S7BUB5 nha. Thì cái mã này là cái mã cái phiên bản này là cái phiên bản cuối cùng của Android 10 nha. Và tiếp đến là chúng ta lên thì chúng ta sẽ lên Android 11 nha, chứ không thì lên One UI 3.0 là Android 11 nha. Đấy. Còn ban đầu là mình lên là phiên bản One UI 2.0 mà mình test lên quân thử mình vẫn thấy nó không ổn định cho lắm, nên là mình đã lên hẳn cái bản này rồi. Lên hẳn cái bản 2.5 này rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ sau khi lên cái phiên bản này thì đấy, các bạn thấy có thanh điều hướng đấy nó sẽ khác. Và khi mà các bạn vào Liên Quân Mobile này các bạn sẽ thấy nó cũng khác luôn. Đây, khác như thế nào thì mình sẽ cho các bạn xem. Là cái thanh điều hướng thay vì nó vẫn ba cái nút kia nó chỉ thay thành ba cái gạt, nhưng mà nó điều ba cái vuốt điều hướng thì nó nằm ở bên này. Thì bây giờ cái này nó đã hiện hẳn xuống dưới này rồi, nó ổn định hơn. Đấy. Thì khi mà mình lên cái phiên bản này thì camera của cái con Samsung của mình so với cái bản trước là nó hoàn toàn giống nhau, nó cũng chẳng có gì khác nha. Khi mà các bạn quay video, các bạn bật siêu chống rung lên thì cái video nó rất là mờ và nó di chuyển nó rất bị đơ kiểu gì ấy. Nó rất xấu. Còn nếu mà chụp quay video bình thường nó vẫn rất là mượt, rất là đẹp. Chụp ảnh cũng khá là tốt. Tuy nhiên là nó vẫn không có hỗ trợ cho mình chọn 30 hay 60 FPS mà nó mặc định là quay là 30 FPS luôn, và cái độ quay được độ phân giải tối đa của nó là độ phân giải Full HD. Đấy, thì tiện thể mình vào Liên Quân thì mình sẽ test Liên Quân luôn cho các bạn xem, để xem cái bản này chơi game nó có mượt không. Đấy. Bản này chơi game nó có mượt hơn cái bản Android 9 chứ nhắm lại cái Android 10 2.0 không? One UI 2.0 không? Còn bây giờ hôm bữa là của mình đang ở cái phiên bản One UI là 1.1, sau đó là lên 2.0, bây giờ mình đã lên hẳn 2.5 luôn rồi. Đấy. Đây. Các bạn thấy đồ họa vẫn là đồ họa cao và không thể bật được HD. Và mình sẽ chơi đồ họa 5:5 thường để cho nó nhanh. Đợi cấm chọn hơi lâu. Lại cảnh báo mạng rồi này. Con này không hiểu sao nó bị lỗi mạng hay sao, mình bắt vào những cái máy khác mình thấy rất là bình thường, con này nó cứ cảnh báo mạng suốt luôn đấy. Mà một cái 4G của mình phát ra chỉ cho có một cái máy này xài để chơi game thôi, để test thôi, mà nó vẫn cứ báo cái kiểu này, lúc thì nó lại ổn định, lúc thì không. Đây, nhưng mà mình sẽ thực hiện và test thử xem vào trận nó có khác không. Về nhiệt độ thì con này khi mà mình chơi game lên Quân Mobile các thứ ở cái đồ họa này thì mình thấy là nhiệt độ nó có ấm nhẹ thôi nha, cũng không có nóng lắm nha. Một trăm sáu mươi chín MS này. Đây, nó đã vào rồi. Mình tải cái dữ liệu trang phục của các thứ mình cũng đã tải full từ cái lúc mà em coi chín rồi. Về loa của con này thì các bạn có thể thấy là loa của nó cũng khá là lớn thôi nha, nó không được to lắm đâu nha, nhưng mà nó cũng khá ổn rồi. Đấy, các bạn thấy mình được to hết cỡ rồi thì nó cũng ở cái mức âm thanh vừa phải nhé, nó không gây chói tai nhé, nhưng mà nó cũng không gây cái hiện tượng nhỏ quá nha. Nhưng mà ví dụ như mà mấy cái máy khác là các bạn bật hết cỡ như vậy nó rất là to nha, rất là chói tai, thì các bạn thử giảm nhỏ xuống tầm 70-60% thì con này gần như là bật mắt luôn, thì mới như cái máy kia. Nhưng mà được cái âm thanh, cái chất lượng âm của nó cũng tốt, nó không bị quá dở nhé.
không nghe quá quá rưỡi quá si đa. Có những cái gợn sóng sóng nó cứ chạy là sao đây? Đây thì pin của nó các bạn thấy là đang còn 89% nha. Và cái con Samsung A50 và A50s mình thấy là cái phần mềm của nó tối ưu pin cũng khá là ngon đấy. Cái thứ hai là dung lượng pin nó chỉ 4.000 nhưng mình thấy thời gian sử dụng của nó cũng khá là trâu bò đấy. So với những cái con pin 4.000 khác là nó ổn định hơn rất nhiều và nó sử dụng trâu hơn khá là nhiều đấy. Có thể là do phần mềm được tối ưu ngon hơn hay sao không biết. Hôm qua mình lên cái phiên bản One UI 2.0 mà Android 10 ấy, nhưng mà nó là cái bản đầu tiên á, thì nó lại khá là nó kiểu như là nó không được ngon cho lắm. Nên là mình lên hẳn cái phiên bản 2.5 này luôn để xem nó có ổn định không. Đây các bạn thấy là mới ban đầu 60-61 FPS này, 58. Đấy, còn như ngày hôm qua là cái bản kia là mình tải lên là nó vào phát là nó sẽ xuống 55-54 luôn. Nó rất là lag, còn cái bản này mình vào luôn là 58-60-61 này. Khá là ổn định này. Nhưng mà cái mạng của nó sao kỳ ta, nó vẫn cứ đang xanh tự nhiên nó đỏ phát luôn. 169 này. Đấy, 57 FPS. Kiểu là mình không giao tranh thì mình đi như vậy thôi mà thấy cái FPS nó cũng cứ nhảy không ổn định lắm. Mà đây là một cái sản phẩm đã từng bật được HD nha. Chơi mượt luôn nha, mà bây giờ nó xuống đồ họa cao mà nó chi lag quá thế thì mình cũng thấy hơi kỳ nha. Đấy các bạn thấy không, không giao tranh gì nhưng FPS nó cũng xuống 55 rồi. FPS nó xuống 55 nhưng lại lên 60-61. Nói chung là một cái mức FPS nó vẫn dao động trên 5x nhưng mà nó không được ổn lắm thôi. Nhỏ mồm thôi. Đây các bạn thấy FPS nó xuống 53 rồi. Các bạn thấy là lên, mình thấy lên cái bản này nó ổn hơn cái bản kia Android 9 khá là nhiều đấy. Nó đỡ tụt FPS nhiều hơn đấy. Nó có tụt nhưng mà nó tụt không nhiều bằng cái bản Android 9. Kể cả cái bản Android 10 One UI 2.0 cũng vậy luôn. 2.5 này nó có vẻ ổn hơn này. Và mình cũng đã tải một cái phiên bản Android 11 về rồi. Mình sẽ cài vào luôn, mình test thử hết luôn. Nếu không giao tranh thì cái FPS nó vẫn lâu lâu nó vẫn xuống 57 nhưng mà nó lên lại khá là nhanh. Nhưng mà nó không bị tụt quá nhiều và cũng không quá lâu như cái phim. Ê. Suýt đi.
cuối cùng cũng đi thật rồi. Tàn tàn nghe ra mình thấy như tay bạn có ngộ không thì phải, biết ngay là đang me me để bắn mình. Đấy, không kịp tung chiêu luôn. Mình thấy ngộ không ra đó là kiểu gì cũng gõ này, mà mình né né ra đứng tàn tàn nghe ra thì gõ chết ít người hơn, mà đứng chùm là thì chết nhiều người hơn. Với cái màn hình hiển thị thì cái màn OLED này nó cũng gần như là màn zin, thì mình thấy màu sắc hiển thị cũng khá là tốt. Nhưng mà tuy nhiên để so với màn zin thì cái màu của nó sẽ không được đẹp tươi bằng, và cái thứ hai là nó cũng không được sắc nét bằng cho lắm. Nhưng nó cũng là một cái loại màn tốt mà xịn rồi. Đấy các bạn thấy không, em nó cứ xuống 55, 57. Mặc dù giao tranh thì cũng chỉ nhẹ thôi, không có giao tranh gì nhiều. Nói chung là về cái FPS nó tổng quan thì nó cũng có tụt, nhưng mà ít tụt hơn cái bản Android 9. Và cái thứ hai tụt nó cũng không tụt sâu nhiều, mà cũng có mấy pha giao tranh cũng khá là đông đấy, nhưng mà mình thấy nó cũng khá là ổn. Nhưng mà chưa có pha nào gọi là đông quá để mình thấy rõ được. Nhưng mà đôi lúc nó cứ tự nhiên nó tụt xuống 57 FPS, những cái pha nó tụt xuống 57 cũng khá là ngất ngơ, không hiểu lý do luôn. Đấy, mình phát hiện ngộ không mà không thoát được chứ. Đấy các bạn thấy pha vừa rồi nó tụt xuống 55, 56 FPS nhé. Và cái pha giao tranh vừa rồi nó cũng khá đông. Xem không thì nó xuống 58.
Đấy các bạn thấy pha giao tranh đông này nó cũng chỉ xuống 55 FPS nha. Những pha giao tranh đông này nó chỉ xuống 55 FPS thôi nha, nó cũng không xuống sâu quá nha các bạn. Còn những cái phiên bản Android 9 và giao tranh những pha hồi nãy là hôm qua là hôm kia mình test là nó còn xuống 48-47 FPS cơ. Xuống rất sâu. Còn về cái mặt mạng này lúc thì vàng, lúc thì đỏ mà vẫn chơi được nha, nó vẫn không bị lag quá nha. Và cái mạng của mình đang là 4G của Vietnam Mobile và đang chỉ có một cái máy này xài thôi mà nó còn lag như vậy nha. Mà quảng cáo tốc độ cao 20GB tốc độ cao một ngày nha. Mình thấy cái nhà mạng này nó khá là dởm. Bạn đang mua về để xài xem YouTube mà một máy xài đấy nha. Một máy xài xem YouTube tạm thời thì chống cháy được. Còn nếu mà để nó mà xài nhiều tác vụ hoặc chơi game thì mình nghĩ là con cái mạng này không nên mua về để chơi game đâu. Đấy, các bạn thấy vừa rồi cái pha vừa rồi cũng trả giao tranh gì nó cũng xuống 54 FPS xong lại lên lại khá là nhanh luôn. Pha vừa rồi cái pha giao tranh nó cũng khá là đông, nó cũng gây ra cái hiện tượng hơi lag nhẹ các bạn nhé. Nhưng một phần là do tem bạn đến bất ngờ quá, cũng hơi thấm. Muốn sao đồ lên kỳ vậy ta, mình đâu lên đồ kiểu như này bao giờ đâu. Vãi cái đáy. Mình lướt lên tốc biến để thả quả ulti cho em đi chết mà quay ra nữa mình lại bị bắt. Nói chung là nó tụt cũng từ 54-60 FPS và nãy giờ mình cũng không thấy tụt sâu hơn nha các bạn. Thì trận game nó cũng được 12 phút đến nơi rồi. Thì pin của nó 89 xuống 86%, hết 3% pin cho gần 12 phút game nha. Đấy thì mức pin thì rất là ổn rồi, còn về hiệu năng thì đánh giá cũng khá là tốt thôi, nó cũng không đến nỗi nào lag quá đâu. Thì bản này nó vẫn ngon hơn bản Android 9 nha. Video này của mình cũng đến đây là kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.